Hôm nay là thuốc xin giới thiệu một bệnh nhân bị gãy xương sau mổ phẫu thuật vít đinh với mâm chảy khớp gối. Kết hợp bệnh nhân gãy đầu trên xương chảy và xương mát. Đây là phim chụp lại mới nhất của bệnh nhân sau một thời gian dài mổ phẫu thuật vít đinh. Hiện tại trên phim chụp thể hiện xương con đá rất là kém, được thấy con nứt và hở nhiều. Sau khi thuốc xem phim rồi đưa ra phương pháp điều trị bệnh nhân bằng bó thuốc và uống thuốc nam nhanh nhẹn xương. Hiện tại vết mổ bệnh nhân còn chảy mủ và chảy dịch rất là nhiều. Hôm nay là thuốc sẽ đắp thuốc mặt dưới của bệnh nhân. Cái là thuốc uống sau 1 đến 2 tháng là xương can hoàn toàn, vết thương niên hoàn toàn, không còn chảy dịch, chảy mủ nữa. Và đặc biệt là bệnh nhân được cử động và đi lại được bình thường. Vì hiện tại sau một thời gian dài bệnh nhân chưa đứng được và chưa bước được, xương gầy còn nhức và buốt rất là nhiều. Sau khi nhà thuốc điều trị bằng thuốc nam khoảng 1 đến 2 tháng, bệnh nhân có thể đi được và làm việc được bình thường, vết thương sẽ liền hoàn toàn và không còn chảy dịch, chảy mủ. Xương và 2 tháng anh khỏi hoàn toàn. Nó bó thế này có sợ bị vết vá không? Bình thường vết vá thì có thể rạch ra được mà, thấy hở ra được mà. Sợ nó bị nước ra hoặc sợ nó bị bó lâu không? Tung vậy ra cái này nó cắt này ra mà thấy hở bình thường. Cái nhân viên mổ bá ra hở bình thường nhé, chúng ta đặt xuống. Hàng ngày bỏ ra được cái thương bình thường nhé. Tháo ra. Tháo ra đấy, bỏ cái thương bình thường, quần y xì này. Này chỉ tháo cái trên này thôi, còn cái có thể tháo ra bình thường mà.
Nào ra về bình thường. Vâng. Có tức phải không anh? Nhớ là trong quá trình bò thì đừng rượu bia cho em nhé. Đáp thuốc uống cả một tháng anh phải đi con mẹ rồi. Thật xuống đây rồi. Anh bị tiểu đường này, tim mấy anh? Lúc nó lên nhiều là 8 mấy. Đấy nhé, một ngày đủ rượu để em hít đây nhé. Đủ rượu ấy, đủ rượu đủ ẩm thôi. Bạn chàng nhé, hôm nay em xuống xin lại hình ảnh của anh để quá trình mình gây đầu trên chân chảy và chân mát cùng với một chảy trong gối sau một phẫu thuật thẩm định đúng không? Anh có thuốc của em được 3 ngày đấy hết dịch hoàn toàn. Và ngủ rô. Sau khi mổ thì vết thương trên chân chảy đúng không? Anh có được 23 uống hôm nay dịch hết hoàn toàn là vết thương xe đúng không? Bây giờ anh đi được chưa? Đi lại rồi. Trước là dịch thì cả nó hơi nhầy, màu trắng một tí nhé. Màu trắng chảy ra. Thì anh đi lại cho em, anh đi dép vào. Một dép vào. Đi lại được với em. Nào đi ra ngoài. Giờ đi vào anh ạ. Mức độ này là xương càng tốt ạ. 3 ngày xong anh đi vào. Vâng. Mà mang xuống trong 3 ngày thì chỉ đi chụp chiếu lại. Anh một tháng rồi là anh đi. Nó chỉ là xương càng tốt đúng không? Bây giờ thì anh ngâm thêm cho em thôi. Còn bây giờ thì ngâm một vài hôm thôi. Ngày mai bình thường cho hiện tại là anh xương là can tốt rồi nhé. Can chụp lại là can hoàn toàn rồi. À, vết chảy dịch thì hết là xe hết rồi. Nay em xuống chỉ là nhẹ của anh để quá trình điều trị. Bây đầu trên xương chảy và xương mát của xương chảy thứ 4 sau một tuần tám mình. Cảm ơn anh nhé. Quay trở tiếp tục. Xong chúng tôi xuống là nhẹ của anh lần 2. Nhớ là anh năm đi lại cho em nhé. Vì xương như là căng hoàn toàn này, đi lại cho nó thời gian cho nó mềm cơ mềm khớp và cứng xương đi. Vâng, chào anh.